Bình à, chị nghe đây. Không phải Bình, là mẹ đây. Ôi, mẹ à, thế mà con cứ tưởng. Mẹ có khỏe không mẹ? Mẹ gọi cho con có chuyện gì không? Con bé này, hỏi từ từ thôi chứ. Tại con mừng quá, lâu ngày không được nghe tiếng của mẹ. Nói nghe có hiểu nhỉ. Này, mẹ gọi cho mày vì chuyện con Bình. Mai nó lên Hà Nội, mày thu xếp đi đón em. Cố mà quan tâm chăm sóc cho nó. Mày đừng để nó thấy tủi thân đấy. Mày cũng biết, em mày hay tủi thân lắm. Con biết mà. Mẹ đừng có lo, con sẽ lo cho em, mẹ cứ yên tâm. Em mày lên chắc mày sẽ cực hơn đấy. Mẹ thì không có nhiều, mày coi chắt mót mà cho nó thêm để nó đóng tiền học nhé. Xứ lạ quê người, chị em mày cố mà bảo ban khuyên nhủ, an ủi lẫn nhau nghe chưa? Con biết rồi mẹ à. Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không? Mẹ có bệnh tật gì đâu, mẹ vẫn khỏe, mày đừng có lo. Mẹ ơi, mẹ có mua khoai lang cho con không? Có, mẹ có mua cho mày khoai này, cả cá khô nữa. Mẹ đừng có mà mua nhiều thứ quá, rồi lấy tiền đâu ra? Có bao nhiêu đâu mà nhiều. Có nhiều thì cũng để cho chị em mày ăn, chứ có ai đâu mà tiếc. Này, dạ. Mai nhớ ra đón em đấy, đừng để em nó đợi tội nó. Thôi, mẹ cúp máy đây. Con nhớ rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bố nhá. Mẹ biết rồi. Cái gì nữa đây? Anh cho tôi vào làm đi. Không bao giờ. Trời ơi, cô điên à? Cô cần công việc này đến vậy à? Anh giúp tôi nhá. Chân của cô còn nguyên đấy chứ? Vâng, tôi vẫn ổn. Tôi đang đói. Vậy anh để tôi nấu cái gì cho anh ăn nhá. Nhanh thôi. Khoan. Khỏi. Mất công khua tay khua chân, đổ hết cả đồ của tôi. Không. Tôi sẽ làm cho anh một món gì đó thật là nhanh thôi. Anh cứ ngồi đi, và chắc chắn là không đổ vỡ gì nữa. Hả? Này, cô tự nguyện nhá. Tôi không kề dao ép cô làm đâu. Ok. Tôi đập trứng vào trong mì luôn nhá. Tôi không ăn trứng bỏ chung với mì đâu nhá. Hả? Trứng phải được tráng riêng, bỏ chung với mì thì tôi ăn mới được. Cái gì? Nhưng tôi... Sao? Không biết làm à? Thôi được rồi, để đấy cho tôi. Tôi có thể làm được, anh cứ từ từ ngồi đấy. Tôi sẽ bê ra ngay bây giờ nhá. Hmm.
Anh thấy thế nào hả anh? Đứng đây làm gì? Làm xong rồi về đi. Vậy vậy còn chìa khóa tôi để ở trên đầu tivi ấy. Vậy là anh nhận tôi rồi phải không ạ? Cô đầu đất à? Không nhận, đưa chìa khóa cô làm gì? Để cô gọi xe dọn hết đồ nhà tôi đi à? Đúng là đầu đất. Cảm ơn anh. Tôi thích những người biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Hả? Tôi nói vậy, cô hiểu không? Vì thế, cô phải đền bình hoa cho tôi. Cái bình hoa đấy giá bao nhiêu? Để mai tính. Mẹ mang kim chỉ đi làm gì? Mày mang đi để có cái mà dùng. Không thì lúc cần lại phải chạy đi mua hả con? Này, chị con thích ăn khoai lang lắm. Chịu khó xách đi nhá. Vâng. Sao? Ba lại đùm túm để con này nó đi hả? Con nó lên Hà Nội học đấy ông ạ. Đi đi. Đi hết đi. Càng xa càng tốt. Đỡ phải ngứa mặt, đỡ phải bực mình. Rồi bà xem, bọn nó đi là đi luôn ấy. Còn lại có bà với tôi. Đói thì mò vào bếp, khát thì mò ra chum. Rồi bà xem, đến lúc tôi với bà chết ấy, xem có đứa nào nó vác mặt về nhà để quấn chiếu mang đi chôn hay không. Ông ăn nói hay nhỉ. Mệt thì vào trong giường ngủ đi. Ngữ ấy vô dụng. Học hành làm gì chứ tốn cơm tốn gạo. Bình, con thử xem còn thiếu thứ gì nữa không? Vâng. Thế mà có đứa nhá, khoe với tao ấy, là kinh nghiệm đầy mình nhá. Mày nói móc tao hả mày? Mà tao nghĩ ai có kinh nghiệm đầy mình đến mấy, gặp phải cái thằng chủ này á, chào thua hết. Mày ơi, thế ông ấy vừa già vừa xấu à? Không, vừa trẻ vừa đẹp trai. Ôi dồi, thế thì vợt luôn chứ còn chờ gì nữa, chờ đợi gì nữa. Vợt vợt cái gì? Mày đúng là đồ con gái mà háo sắc. Thấy trai đẹp mà không háo sắc á thì mày có vấn đề đấy. Tao á, tao thà chọn một anh chàng xấu trai nhưng mà tốt tính, còn hơn là gặp phải một thằng cha đẹp trai nhưng mà tính xấu như quỷ. Chẳng phải là ông bà ta vẫn thường nói là củi tre thì dễ nấu mà chồng xấu thì dễ xài. Mày là bạn tao mà mày không mong những điều tốt cho tao mà mày lại còn... Tao á, tao mong những điều tốt cho anh Phương là quá đủ rồi, không có phần cho mày nữa đâu. À, tao biết mày rồi nhá. Thế thì bây giờ nhá, người bạn xấu xa này sẽ báo cho mày biết một tin. Muốn biết không? Tin gì? Ngày mai nhá, trinh nữ già sẽ đến hỏi thăm sức khỏe của mày đấy. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Hả? Đã đến ngày đóng tiền nhà đâu nhở? Ừ, đến rồi đấy. À, mai mày đi đón em mày à? Ừ. Thế mày đã nói với trinh nữ già về chuyện đấy chưa? Chưa. Quên bén mất. Cứ luẩn quẩn với cái thằng cha chủ nhà. Không biết có sao không nhở? Thôi, không sao đâu. Mai nói cũng được.
Quái, đi đâu đấy? Không ạ. Về đâu anh chở cho? Không ạ, người nhà đón. Không thấy nhà đâu? Đi đâu anh chở cho nào? Chị ơi, Thảo Bình. Hai chị em đi đâu anh chở luôn cho? Anh lấy giá rẻ cho. Không về đâu đâu anh ạ. Em đây rồi, em nhớ chị lắm. Mệt không? Có. Sao rồi này chị mới tới? Đây là toàn bộ kịch bản của những người đã từng làm vị trí của anh trước đây. Anh có cần mượn về xem để tham khảo không? Xem làm vậy là có ý gì? Anh nhìn mà không hiểu à? Có phải sếp không hài lòng về cách làm việc của tôi? Đúng. Tôi rất không đồng ý với cách làm việc dựa dẫm của anh. Chỉ có thằng ngu mới làm như thế. Tôi không thể không nổi giận với anh. Tôi lại không hiểu ý của sếp rồi. Anh không hiểu? Hay là không phục? Này, anh chưa đủ thành tựu để vỗ ngực xưng tên đâu. Hay là do tôi đánh giá anh quá cao, cho nên tôi phải thất vọng? Hay là anh chưa bộc lộ hết khả năng của mình? Tôi sẽ cố gắng giúp sếp chọn kết luận thứ hai. Còn bây giờ không còn gì, tôi xin phép ra ngoài. Được, tôi sẽ chờ thêm sự giúp đỡ của anh. Chào sếp. Khoan đã. Anh hứa là phải giữ lời. Tôi không thích sự vô trách nhiệm trong công việc. Sếp cứ yên tâm. Lúc con trai của em khiến anh căng thẳng thừa. Ơ? Thế chiều nay anh không ở công ty à? Ừ. Thế còn vụ kịch bản Ocean thì sao? Không làm nữa. Có làm cũng không có ai công nhận đâu. Ui. Thật là khó tính. Người đâu mà nóng thế? Rồi một ngày anh sẽ không thể nhìn về đường khác mà chỉ nhìn về phía của em thôi. Đây, đến nhà trọ rồi. Ở đây chỉ toàn sinh viên thuê thôi. Đấy, phòng chị ở kia kìa. Đi. Nhà thành phố mà cũng trồng cây hả chị? Hả? Cái con bé này cứ làm như là ở thành phố chỉ trồng cột điện không bằng ý. Ngố quá. Nào, vào đi. Sao cứ ngơ ngác thế? Vào đây. Vào đi, được không? Ở đây hả chị? Không ở đây thì còn ở đâu nữa hả em? Ngố quá cơ. À, ở đây nhá, để chị vào xin phép cô chủ nhà. Bà này mà không xin phép bà một tiếng thì chết với bà. À, cô. Chào cô ạ. Con đang định đi tìm cô đây. Ai đây Nhân? Dạ, giới thiệu với cô, đây là em gái con. Mới thi tốt nghiệp xong, ở quê ra để ôn thi đại học ạ. Thế là không được đâu Nhân nhá. Nhà này có phải là nhà hoang chết chủ đâu. Mà cô muốn đưa ai thì đưa, dắt ai thì dắt vào hả? Dạ thì... con mấy hôm con bận việc quá, mà đây là em gái con mà cô. Với lại con nghĩ là... cô coi bọn con như là con cháu trong nhà, nên con mới... Thương thì cũng thương, nhưng mà cô làm tôi giận lắm. Cô đưa nó vào trong nhà ở cũng phải bảo tôi một tiếng chứ. Lỡ ra công an người ta kiểm tra hộ khẩu,
mà tôi chưa trình báo, có phải tôi mắc tội không? Dạ, con cũng biết lỗi rồi ạ. À, mà cô ơi, em con mới ở quê ra, mang cân khoai ngon lắm cô ạ. Con lấy cho cô mấy củ nhá. Thôi, cô cứ để đấy mà ăn, tôi không ăn khoai sắn. Cô mà không ăn ý, cứ để đấy con ăn cho. Mày chẳng biết cái gì cả, cô bây giờ có tuổi rồi, không ăn được khoai sắn đâu. Anna, nghẹn ra đấy, bị làm sao mày có chịu trách nhiệm được không? Cô ơi, bạn con nó không biết, cô thông cảm nhá. Thôi, đưa người vào thì đưa, nhưng mà thêm người là thêm tiền, 300.000 đấy. Mà này, dùng điện nước bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Vâng. Lát đưa chứng minh thư để tôi đi trình báo. Vâng ạ. Tí mang khoai lên trên nhà. Vâng ạ. Này, em mày đấy à? Giới thiệu với mày, Thảo Bình. Hai chị em nhìn rất là giống nhau, rất xinh. Nhưng mà nhìn em thì hiền khô, mà nhìn chị thì... Chị thì sao? Cô huỳnh huỵch như là đàn ông ấy. Tao đàn ông thì mày thế nào? Tao á? Tao cũng là đàn ông, nhưng mà là đàn ông quyến rũ. Cái con khỉ này. Dạ con nghe ạ. Con xuống đó làm gì? Bố theo dõi con à? Không phải vì bà ta chứ? Bố không tin con. Con đang khó chịu với bố đấy hả? Con không dám. Con chỉ muốn bố tin con thôi. Được rồi, bỏ qua chuyện đấy đi. Khi nào rảnh nhớ về gặp bố nhé. Dạ vâng. Cậu tìm ai? Cậu tìm bà Duyên hả? Để tôi gọi cho nhá. Dạ không phải ạ. Con đi nhầm đường. Cô cho con hỏi đường ra lộ chính là đường nào cô nhỉ? Cậu cứ đi thẳng đường này, rẽ lối này là đến. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vâng. Cô Duyên ơi. Chị có mấy con tao. Em chào anh Lĩnh ạ. Chào em. Dưa đây, cần đây. Chị mua dưa chị ơi. Chú ơi, mua cháu cân dưa chú ơi. Ôi trời ơi, chị. Dưa chuột bao nhiêu một cân? Sáng em bán 10, bây giờ em bán chị 8. Hả? 8.000 cân dưa á? Vâng. Ông điêu vừa thôi, ngày nào tôi trả mua của ông 5.000. Ôi trời chị ơi, chị xem lại quả dưa ngon này, 5.000. Rẻ 5 quá. 5.000, không tôi đi. Thôi, được rồi, 5.000 thì 5.000. Sáng giờ bán chị rẻ nhất đi. Lấy 2 cân nhá. 2 cân, đi 2 cân. Kỳ kẻo quá đấy, chị mà không sinh thì còn lâu em mới bán. Ê 2 cân đi chị ơi, chị đếm tiền nhé. Úi giời, nhiều tiền kia mua 2 cân dưa. 2 cân đi còn gì. Thêm vào. Úi, thôi được rồi. Thế nhá. Úi, bán rẻ, mai quay lại 1 cân nữa nhá.
Lãi phết. Dưa đấy, ai mua dưa nó cần đấy. Cứ coi như là bố thí đi. Miễn sao bà ta đừng gặp thằng Lĩnh là được. Rồi, cứ gửi như thường lệ cho tôi nhá. Có gì tôi sẽ điện. Rồi, rồi. Bố mới nói chuyện với đối tác à? Không. Con ăn uống gì chưa? Để bố bảo mẹ con làm luôn cho con nhá. Bà Đoan ơi! Bà Đoan! Cái bà này đi đâu nhỉ? Chờ bố một lát. Vâng. Alo? Ông Lạp có việc gấp phải đi ra ngoài. Ông bảo tôi gọi điện đến số điện thoại này và bảo gửi tiền thêm cho bà ấy. Gửi thêm cho bà Duyên phải không ạ? Alo? Alo? Bao nhiêu ạ? Alo? Xin lỗi anh, tôi vừa nghe điện thoại. Ông Lạp lại vừa gọi cho tôi. Bà là không cần phải gửi thêm nữa đâu. Thật là phiền anh quá. Vâng. Chào anh. Chào anh. Con tìm gì ạ? Con đang tìm một cuốn sách về marketing. Con thấy bố đang kinh doanh về điện máy. Con nghĩ chắc là có. Để lúc nào rỗi, bố sẽ soạn, rồi cho người mang sang cho con. Con chờ một lát. Mẹ con đang làm đồ ăn cho con đấy. Sao? Có chuyện gì à? Dạ, chỉ là con thấy dạo này bố già hơn nhiều rồi. Vậy à? Cô, cô ăn cơm chưa cô? Còn sớm, cơm nước gì? Mà người hôm nay cô thấy uể oải thế nào ấy? Cha muốn ăn. Cháu đi chợ về đây à? Vâng. Mua gì mà nhiều thế? Có gì đâu mà nhiều cô, toàn rau với dưa. Mới xong này hôm nay con mua có 3.000 cô ạ, đem về xào mệt nghỉ. Với lại có một ít dưa, con mua thêm định để muối ăn dần. Cô thấy có được không cô? Ăn uống thế này thì để tiền đâu cho nó hết. Mà tiết kiệm thì tiết kiệm nó vừa vừa thôi. Em nó đang tuổi ăn tuổi học, mà cho nó ăn kiểu này thì làm sao mà đủ chất được. Con nhà nghèo mà cô, ăn thế nào chả được. Miễn là nó cái bụng học ao ao. À này. Dạ. Thế hôm nay là bao nhiêu rồi hả Nhân? 15 ạ. Đến ngày đóng tiền cho cô rồi đấy. Mà nhớ đóng cho cô, chứ đừng để chậm như mấy tháng trước. Mà giảm một lần thôi đấy nhá, chứ đừng lần một lần hai là nát hết tiền của cô nhá. Dạ. À cô ơi, Bình ơi, hôm nay chị em mình ăn rau xào nhá. Ăn luộc mãi chán rồi. Với lại chị mua thêm một ít dưa chuột, lát chị làm dưa góp cho mà ăn ngon cực.
mẹ cho em tiền đóng tiền học, hay chị để đấy để đóng tiền nhà đi. Em tự ở nhà ôn thi cũng được. Nếu em ở nhà ôn thi thì lên đây ôn làm gì? Ở quê cho xong. Cứ để đấy chị lo được. Em cứ mang rau vào xào trước, chị sang nhà chị Hảo một chút. Này, sao tự nhiên hôm nay mày tốt với tao thế? Hay là mày làm việc gì có lỗi với tao? Con quỷ này, tao có mỗi mày là bạn thân nhất. Không tốt với mày thì tốt với ai? Suốt ngày nghĩ xấu về bạn bè. Ê, xong chưa, xong chưa? Sắp xong rồi đây. Chỗ này làm gì có? Cái con này. Này, dạo này anh Phương làm ăn có được không mày? Cũng tạm tạm. Hay là mày có tiền không cho tao vay 1 triệu? Cái gì? 1 triệu á? Mày vay 1 triệu làm gì? Tao vay mà 1 triệu chứ tao có cướp đâu. Cái con này. Mày cũng biết tao cũng làm gì có tiền đâu. Mà mày cần gì đến 1 triệu? Hay mày hỏi anh Phương hộ tao. Anh Phương á? Tiền của anh Phương bây giờ tao đang cầm, nhưng mà tao có dám tiêu đâu. Mà để làm gì? Thì vụ đó đó. Vụ đó là vụ gì? Nói nhanh nghe ra xem nào. Vụ cái bình hoa ấy, lão chủ là bắt tao đền cả 1 triệu. Cái gì? Cái bình hoa mà 1 triệu á? Mày điên à? Bình hoa ấy để cắm hoa vàng, hoa bạc, hoa kim cương hay sao mà 1 triệu? Mày bị lừa rồi. Không phải bị lừa đâu mày ơi. Tao xem rồi, cái bình hoa đó đúng là mua từ Nhật Bản về. Giá của nó đúng giá là 1,2 triệu. Thế có nghĩa là phải đền 1 triệu á? Ôi dồi ôi. Thế mày có bao nhiêu rồi? Tao còn có 500. Mà còn tiền nhà tháng này. Tiền học của con mình thì chưa đóng. Tiền ăn hàng tháng. Chết mất Thảo ơi. Thôi được rồi. Để tao hỏi anh Phương. Xong rồi tao cho mày vay vậy. Chứ tiền của anh ấy tao cũng không dám tự động tiêu đâu. Chán lắm rồi. Mà mai mày có đi học không đây? Không, sao? Thì ra phụ tao bán hàng chứ làm gì. Hai chị ơi, về ăn cơm đi. Được rồi. Mình hỏi Phương hộ tao nhá. Được rồi. Thôi, sao ăn cơm? Đi rửa mặt đã. Anh Lĩnh, em có ý tưởng này rất là tuyệt vời. Anh xem rồi cho ý kiến giúp em nhé. Xin chào mọi người, em có làm phiền mọi người không? Chào em. Chào người đẹp của Long Anh. Em làm anh thật là bất ngờ. Mỗi lần gặp em là mỗi lần thay đổi. Em càng ngày càng trẻ trung và đầy quyến rũ. Không biết có bao nhiêu con tim dại khờ bị em nấu cháo rồi nhỉ? Em cũng không rõ là có bao nhiêu con tim dại khờ đã từng bị em nấu cháo. Thế nhưng mà duy nhất có một con tim thì vẫn chưa chịu chết. Hả? Chắc con tim này không dại khờ rồi. Anh thì không nghĩ con tim đó khôn đâu. Nó chưa kịp chết vì dại khờ mà đã bị tiếng sét ái tình đánh cho một cái. Bò lăn bò lóc luôn. Anh đúng là lưỡi không xương và môi không vành mà. Còn một đống việc kia kìa. Vào giúp em đi. Chờ một chút. Không biết người đẹp hôm nay đến phòng anh có việc gì quan trọng không? Em đừng có nói là khách hàng lại thay đổi ý kiến. Em mà gật đầu một cái lại ngất liền cho em xem này. Không hề. Hôm nay em đến không phải là vì công việc. Em cũng không muốn trong mắt tất cả mọi người em là một con hung thần. Em đến chỉ đơn giản muốn mời mọi người đi uống cà phê thôi. Tự dưng lại được người đẹp mời đi uống cà phê? Chuyện gì thế? Đâu mà có ai có phúc đến như vậy? Hay là... Anh đừng có nghĩ linh tinh nhá. Em chỉ đơn giản muốn mời mọi người đi uống cà phê để thêm tình hữu nghị thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã làm việc với nhau 2 hợp đồng rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa giao lưu gì cả. Như vậy thì hơi xa cách, hả? Có thật là đi uống cà phê để
giao lưu thêm tình hữu nghị không? Hay là... Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, nếu như vậy thì anh xin đi, có gì đâu phải sợ. Anh Lĩnh, đi cùng bọn em luôn nhá. Ok. Anh xin lỗi. Dạ, con nghe đây ạ. Con đang làm gì mà không bắt máy? Dạ, con đang có cuộc họp. Con xin lỗi. À, bố biết rồi. Tối nay con có bận gì không? Con cũng chưa biết được ạ. Có chuyện gì không hả bố? Con về nhà rồi biết. Có gì bố đợi. Bố có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng. Quy định vậy nhá. Ok. Sao? Anh có còn được quyền tham gia vào hội tụi em không? Dĩ nhiên rồi, càng đông thì càng vui mà. Vậy thì chúng ta hẹn nhau sau giờ làm nhá. Anh Quang, nhớ đón em. Chị ơi chị, cho em đăng ký vào ca buổi sáng ạ. Ca buổi sáng em. Vâng ạ. Chị ơi, nhưng mà cho em... À, đây rồi. Bình, này. Dạ. Bây giờ em ở đây trông xe và trông cặp. Để chị vào đăng ký cho. Vâng, chưa? Vâng. Này, chú ý về cái xe đấy. Không tí nữa mất thì có mà quốc bộ đi về nhá. Vâng. Đi đấy. Chào em. Chào anh ạ. Em mới ở quê ra à? Dạ. Vâng ạ. Em lên có việc gì đấy? Em ôn thi ạ. Thế à, anh cũng đang ôn thi đây. Dạ. Thế em đăng ký khối C phải không? Dạ, vâng ạ. Em dễ thương quá. Hey, chuyện gì đấy? Dạ, không ạ. Đi về. Chị Nhân. Trời ơi là trời, cái gì thế này? Mới chui vào một tí mà đã tơi tả tàn tạ. Em có thể tưởng tượng được đâu. Đi đăng ký luyện thi ấy, mà cứ như đi thi đấu vật ấy. Kinh khủng. Mà này. Dạ. Cầm lấy. Giữ cái thẻ này. Đến khi nào mà người ta đi kiểm tra thì đưa cho người ta, nhớ chưa? Vâng ạ. Vâng. Thôi đi về. Về còn đi chợ nữa. Hôm nay chị em mình sẽ ăn sang một bữa, ok? Ăn sang là ăn gì hả chị? Mỗi đứa một con vịt luộc. Nhiều thế làm sao mà ăn hết được? Hết chứ sao không? Con vịt này chưa kịp tượng hình, chưa kịp mổ vỏ, cũng chưa kịp ăn cám. Nói chung là nó mới chỉ kịp lớn bằng quả trứng. Thế là chị em mình đem luộc ăn luôn. Vậy mà em cứ tưởng... Bây giờ chị sẽ ra chợ, rồi đi mua thêm ít thịt về cho em ăn nhá. Gắng ăn đi, có lấy sức mà học cô ạ. Dạo này là chị thấy cô ăn ít lắm đấy. Hai chị em ăn cơm ngon quá nhỉ. Thế đã có tiền nhà giả cho cô chưa Nhân? Cô cô ơi, cô thư thư cho con ít bữa, con mới đóng tiền học phí cho em ạ. Cô lo chuyện gì tôi không cần biết. Nhưng mà cô ở nhà tôi, tới tháng tới ngày cô phải trả tiền cho tôi chứ. Sao cứ nợ dần dai mãi thế? Con biết rồi cô ạ. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Cô muốn làm thế nào thì làm. Sáng mai phải có tiền trả cho tôi. Tôi không cho nợ nữa đâu. Con chào cô.
Mày chưa trả cô tiền nhà à? Tiền mày gửi tao, tao đã tiêu gì đến đâu, sao không bảo? Để tao đưa cho bà trả cô, cô chữa bệnh chứ. Oai, tôi có ốm đau bệnh tật gì đâu, tôi khỏe re cơ mà. Thế mà con nhìn cô buồn, con cứ tưởng cô bị bệnh. Thế tiền của Thảo Nhân bao nhiêu để con đưa cho cô? Tiền nhà tháng này là 600, cộng tiền điện nước là 665.000. À, 665.000 ạ. Cô ơi, 660.000 nhá, cô bớt cho con 5.000 được không? Được thôi. Con gửi cô ạ. Cô ơi, cô đếm cho kỹ vào. Tiền nong mà không kỹ lưỡng ấy là mất lòng như chơi ấy cô ạ. Đủ rồi. Thôi, hai chị em vào ăn cơm đi nhá. Dạ. Cô về đây. Đúng là đồ trinh nữ giả. Này, mà sao mày cứ nói bà ấy sốc óc như thế? Sợ bà ấy rú lên, dù đủ cả hai bọn tao ra đường thì sao? Đúng không? Sợ gì? Nếu mà khó quá nhá, ra cửa hàng tao mà ngủ. Này, đấy là chị em chúng mày hiền thôi, bà ấy bắt nạt. Chứ gặp phải tao á, tao cho tắt nắng luôn. Ờ, đây, tao gửi mấy trước? Mới có 400 thôi. Số còn lại tao gửi mấy sau nhá. Được rồi, không sao đâu. Mà hai chị em mày ăn cơm đi, xong rồi ra giúp tao, hôm nay anh Phương dọn hàng sớm đấy. Ờ, thôi tao nhá. Về đây. Nước sôi rồi này. Biết rồi. Sao thế em? Đừng có mà nghĩ nữa, nhớ chưa? Việc của em ý là phải học làm sao cho thật tốt, để không bao giờ chị em mình gặp phải cảnh như vừa rồi nữa, hiểu không? Em biết rồi. Thôi, vào ăn cơm đi. Tí nữa chỉ còn phải ra chợ đêm phụ với anh Phương nữa. Nào, ăn cơm. Đi chị, có mấy cái mặt dây này bọn em mới nhập, đẹp lắm đấy. Chị thử xem cái vòng xanh chắc là hợp với chị hơn. Bắt tao đi này. Mày bắt đi. Bắt tao đi. Đấy.